tạo nhãn dán cực kỳ độc đáo trên Telegram ít ai biết nếu bạn là người dùng Telegram đã lâu nhưng có thể bán sẽ chưa biết cách tạo nhãn dán cực kỳ độc đáo trên Telegram mà ít ai biết nhỉ. Hãy cùng tham khảo ngay sau bài viết này nha. Nhãn dán trên Telegram là gì? Nhãn dán trên Telegram chính là những biểu tượng cảm xúc dễ thương. Hài hước để thể hiện những cảm xúc chân thật hơn và đẹp hơn từ kích thước của nhãn dán dành cho người dùng. Cách tạo nhãn dán trên Telegram nếu bạn là người thích sáng tạo và những nhãn dán xinh xắn thì bạn có thể xem cách hướng dẫn tạo nhãn rất đơn giản sau từ ảnh các bước để tạo nhãn dán đơn giản trong Telegram từ ảnh như sau, mở ứng dụng Photoshop. Tạo ngay dự án với phần mở rộng ảnh là 512 x 512. Đặc biệt là phần nền phải trong suốt. Chọn thêm một bức ảnh, vào công cụ và chọn nhanh, khoanh tròn ngay hình dạng bạn cần. Từ nét chữ một số người dùng không thích vẽ hoặc vụng về thì có thể tham khảo cách tạo nhãn từ nét chữ theo cách sau, tạo ra một tệp có tham số tương tự. Nhập phần văn bản mà bạn muốn. Mở phần biểu tượng ở đó thì phông chữ và khoảng cách giữa những chữ cái và dòng mà được chọn thay đổi phần màu sắc và kiểu chữ theo sở thích. Từ hình minh họa, nếu bạn muốn tạo những nhãn dán sắc nét và tỉ mỉ hơn thì có thể xem cách tạo nhãn từ hình minh họa, vẽ một bản phác thảo trên giấy rồi thực hiện quét. Mở Adobe Illustrator và tạo file, kéo ảnh và vẽ tranh minh họa, tạo layer mới, trên lớp thứ hai tô thêm màu sắc, tiếp tục vẽ bóng, nổi bật và nét. Thông qua một trình soạn thảo đồ họa bạn có thể tạo nhãn thông qua soạn thảo đồ họa như sau, đây có thể là Photoshop hoặc là ứng dụng trực tuyến Pixel Editor. Tạo một tệp có kích thước và định dạng mong muốn. Tải về hoặc có thể tự vẽ một bức tranh thêm ảnh vào ứng dụng mở hình ảnh trang trí để theo tùy thích của cá nhân mình cách xóa và thêm nhãn dán trên telegram mở trò chuyện với bot a -S -T -I -C -K -E a gửi the sticker và gửi ngay ảnh sẽ bị xóa gửi a sticker sau đó bạn tải lên ảnh bạn muốn thêm vào sticker pack Nếu một vài bản vẽ của người Viking thì bắt buộc phải có sau mỗi lần cần phải gửi một nụ cười bot a -S -T -I -C -K -E a chính là công cụ để thêm cài đặt hoặc xóa gói sticker Kết luận bạn có cảm thấy thú vị với những nhãn dán từ Telegram không? Hãy tham khảo cách tạo nhãn dán cực kỳ độc đáo trên Telegram mà ít người biết để tạo cho mình một nhãn dán xinh xắn nhé. Để biết thêm những mẹo hay về Telegram, hãy truy cập vào Tool Marketing Pro ngay nhé. Tool Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO, social chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ, Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877 49 6688 để được tư vấn miễn phí.